Thì tôi nghe chú không dạy nghe tôi sao mà tôi thấy gì sao mấy cái bảo chú chú nó vô nó ra có giúp được tiền gì cho người ta không. Bây giờ á cái bà ngoại cái đó nó thực nó không có mạnh thường quân cho tiền má nuôi không, bà già bà lấy gì tại má nuôi nó nói nó hết tiền mà đi sinh gì bỏ lẫn luôn chứ nó để gì cho ba người ta đi, người ta nậu người ta nuôi thì ba người ta làm thì người ta đem tiền về cho mẹ người ta nuôi, không lẽ người ta nuôi con ta không được thì kể gì thì kể người ta đi. Rồi mình giận thì mình lo, mình mới nuôi chứ giận mình mới nuôi hết tiền rồi đi ăn xin, đi giận chứ. Nhưng con cho thì nuôi không có, bà nuôi thôi, bà mấy tuổi rồi, bà làm gì mà ra tiền bà nuôi. Bởi vì mấy bà ở sớm nữa, ở bên chợ, tôi nghe tôi cũng cũng bên bên bảo chứ. Mà tôi thấy không hợp lý. Ai giận nuôi thì người đó nuôi, ai giận nuôi thì người đó lo. Còn bên nội người ta giận nuôi thì bên người ta làm cho gửi tiền thì cho mẹ người ta nuôi. Không lẽ bên bà ngoại nuôi cái người ta làm cho gửi tiền gì bà ngoại cho bà ngoại nuôi cậu đó luôn hay gì không hợp lý chứ mấy bà sớm nó ở bên mấy bên bà ngoại đứng bên nào chứ mà tự nghe thấy không hợp lý gì chứ. Nói thiệt đàn ông nè vợ chưa chết còn có bồ nữa, còn nhà chồng chết nó dụ nó có bồ thì cũng sao chứ, tại vì nó đi tại vì bà ngoại bà già vợ nó có tiền mạnh nuôi cho rồi cho nuôi có tiền nuôi rồi nó dụ nó đi nó chưa có tiền về cũng hợp lý không cái gì chứ. Cho tiền mấy chục triệu rồi đi sắm vàng, cha cha nó cho để tiền sáu đi sắm vàng, rồi cứ dần dần nuôi không có tiền bả dần nuôi đó. Rồi tôi nghe tôi thấy cứ ra như vậy tôi coi, tôi binh lên bảo chứ, tôi thấy nè mấy cái bà sướng lắm, cha cha nói chuyện ngon hợp lý chứ, bà nói vô nó ra rồi bả có cho tiền ta không? Ở bên bà ngoại nó bả có cho tiền bên bà ngoại cho nuôi cháu ta, chuyện của người ta mà, nuôi thì tôi dĩ ký gì nè, tôi nghe tôi coi bây giờ tôi coi nhiều lắm. Nhưng mà tôi phía ông thì đồng thì tôi thấy làm như cũng hơi bên bên ngoại vậy đó. Cũng mà tôi không biết là người như thế nào cô. Tôi thì tôi không đánh giá gì cho tại vì kiểu như nghèo không có tiền thì bây giờ làm gì làm thì nếu mình nậu nuôi thì người ta cũng đã gán thì đi làm để nuôi con người ta. Ví dụ mà bên nó lo nổi thì cũng bà già của người ta lo. Ví dụ hỏi chứ giờ giọng thứ đi dẫn con nó đánh số không được gì. Nếu gì nó vẫn không có lấy số mạnh thường quân cho tiền cứ ý cái tiền đó rồi dành dành nuôi, còn lấy dụ người bà ngoại không nuôi bắt buộc thằng đó cũng nuôi chứ không lẽ bà ngoại nó nuôi rồi thằng này nó không nuôi luôn đó. Lấy dụ mà dễ mà con nuôi thì bà già ta cũng nuôi giờ sợ giảm thức hai đứa con nó dễ đâu dữ đó, tụi nuôi xong sáu bảy đứa con còn được cứ lấy dụ cho nuôi đi bây giờ không cho ăn học cái nơi cái chốn đi tụt quá con ngày hai buổi lấy dụ đi rồi nó lớn lên nó tự nó lẩm ăn lên á cái gì đâu mà dân nuôi, nếu mà nào dân nuôi bệnh đó lo à, nói tóm lại như vậy đó. Dạ. Cái gì mấy bảo sớm nữa hả, bên bên bà ngoại, bên bên tôi cho tiền người ta đi cháu được không? Hỏi ở kêu qua, cho bà ngoại nuôi đi. Chỉ đó giờ thằng kia nó cho bà ngoại nuôi đó. Nuôi là bao cách dẫn người nào lo thì nuôi cho bệnh đó lo à, nó nói gì chứ. Tôi coi lắm dạy như vậy, tôi coi thì tôi thấy mấy bà là chủ gì ở ngoài. Với tiếng định nghe thấy chị cũng chết. Bây giờ mạnh thường quân đừng cho tiền ai nữa trên, nhất phát đừng cho ai nữa trên, tự lo đi. Ai nuôi thì lẫm nuôi thì người đó nuôi. Những cái bà này đáng cái tiền mà nuôi, má nuôi nó sợ. Nó lấy gì nó nuôi. Cái bà con bỏ con tao đói chết luôn. Bảy mấy tuổi rồi, già rồi, lấy tao làm gì ra tiền mà nuôi. Tôi thì tôi có ý kiến vậy đó, tôi xíu như là bây giờ mạnh thường quân đừng cho tiền ai hết trơn. Bên nào không cho hết trơn, nó tự người ta là kính sinh lên ta đi. Trong bàn thôi, ví dụ như bà ngoại thương, bà ngoại nuôi thì đúng. Nhưng mà bây giờ bà ngoại già rồi, thí dụ cha nó, thí dụ cha nó là cái sai rồi cha nó. Dù mà mấy tháng nay cha nó không gửi tiền gì, là cái đó cái sai của cha nó. Nhưng mà cha nó chắc có nghĩ là số tiền của Mạnh Thường Quân đó gửi đó còn đó. Cho nên cha nó nói, cha nó thấy thì bây giờ cái sai cái đó thì nói nó đều kêu ở hai người bàn của anh bàn nha, họp nha, nói bằng thì gửi tiền nuôi cha, nuôi với cháu, nhưng mà với mẹ thì mới đúng. Còn đằng này á, chưa gì hết mà chửi bới người ta rồi hỏi xui da mà hỏi chứ cũng cha mẹ lớn mình để cho cái thằng cậu nó sàn qua sàn lại nó chửi bới người ta rồi biểu á, biểu người ta nuôi cả không lấy nuôi mà người ta bắt nuôi thì không cho rồi hỏi chú chứ bằng tay rút bằng tay đưa làm vậy cũng đâu coi đâu có được. Còn mình ở ngoài mình giúp lời cũng không ai giúp của đâu, bả già rồi bả thương cháu thiệt rồi bả có sống lâu bả nuôi mấy đứa con đó không. Ủa cái cháu con cháu nó còn nhỏ thì bây giờ xui ra mình hợp như là còn con dâu á có khi được có thừa bà nhà chồng nó không chịu ở bên nhà chồng là sao nó về bên dâu cái nào cũng đổ cốt hết trơn ai sai mình nói sai. Còn xe vô cha mẹ nó thì đây mẹ bà nậu nó chưa nuôi mà biết bà nậu nuôi không được
mà trong khi đấy trả cho nậu bà nậu nuôi thì không đưa cho bà nậu nuôi, thì chữ quấn người ta vậy đó, là gặp người ta già đầu nói vậy nè, nuôi phải giống như bà ngoại mới được, ngày tháng là phải phải cho chú ấy nước được hay không, mà nói thế nào cũng ép buộc người vừa không còn làm quá ngon nó thiện chứ, nó thằng thằng cho ông của nó là hiền cái thiền, nó thằng nhí cho nó hiền, chứ gặp người khác không có chuyện lớn, nó còn thằng cậu dùng sàn qua sàn lợi rượu chè nát rượu rồi nói á, bả nói là ví dụ như thằng nhí nó nói là mẹ nó nuôi thì nó gỡ tiền, còn bà ngoại nuôi không có tiền, thì chắc nó nhìn thấy bà ngoại mới với cậu nó làm sao nó mới nói vậy. Thì giờ mình cộng đồng mạng mình khuyên hai người cho nó hòa thuận lỡ còn có đâu binh này bên kia nói vậy đâu có được. Đấy chú nghe phải không? Thì tôi nói về ví dụ giờ khuyên đại về nghĩ nó giận quá thì nó nói về bắt nuôi gì đó nó không có giúp đỡ tiền bạc, nó không lo, nó không gỡ gấp tiền bạc là nó giận nó vậy chứ con nó đâu có bỏ được. Rồi chú thấy bà già bây giờ chú thấy cái tuổi lẻ trẻ còn chết được, nó bà già rồi bà già bà chết nó bỏ con cháu bà bờ giờ không ra gì. Rồi còn xóm gì còn lỡ con mẹ mà bạn áo của các nách lỡ nói thì chứ không nuôi mừng mẹ nói mới với lời chứ đâu giống của đâu. Bây giờ mình khuyên ví dụ ai trong lúc nóng giận cũng có nói cái sân sai hết trơn, tiền kia nó giận nó nói vậy chứ con nó đâu có bỏ. Chứ người ta là tay nhiều người khí người ta nói bao dành nó nuôi nó phải cấp dưỡng, nó nói nó cũng đúng nha, nhưng mà con đó là nó không có bỏ đâu. Là cái chuyện của chú Nhí đó là con không nên quay cái bà ngoại gì nữa, bà này rất là xảo. Cô thường thấy người Khmer họ hiền lắm mà sao cái gia đình hung dữ quá là cô thấy không có được rồi. Dạ. Yeah. Con mà quay clip hoài là con thua. Bỏ đi. Mà bà này bả ôm hai đứa nhỏ chẳng qua là tiền đó bả giờ bả cái kênh gì của ai ta. Mà bả nói kêu bây giờ kêu Nhí trả bả mười mấy triệu đó. Đâu phải tiền của bả đâu. Tiền của hai bé mà bả dành để nuôi đó. Rồi cô nói bây giờ nếu mà mất tiền đó rồi thì coi như là bà sẽ trả lại. Chứ ai là bà ngoại, cô cũng là bà ngoại nè, mà cô nuôi cháu ngoại cô bây giờ tới đại học rồi. Ha. Mà không có cái gì hết chăm sóc con, mặc dù tiền bạc thì cũng cha mẹ nó lo, nhưng cô chăm sóc cô rất là cưng. Còn bà chẳng qua đã gì tiền. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa, hết cái tiền rồi bà nói bà đi dẫn đi xin ăn. Ai mà nở lòng nào cho cháu đi xin ăn, ông bà không bao giờ muốn. Cô có cực khổ gì cô cũng chịu chứ cô không có cho cháu cô cực. Thì bây giờ tạm thời cô cũng nói với con như hôm qua nay cô gọi em tức quá mà gọi không được. Không có bà ngoại nào mà như vậy hết. Rồi thằng cậu là cái thằng mất dạy. Gặp bà nội, bà gặp bà xui đó chứ gặp bà nội mẹ nghĩ chứ gặp cô nó thật với con 49 gặp 50 đó, cô nó thật với con. Cô hiền thì cô hiền nhưng mà gặp mấy người đó thì phải trừ bà diệt gian mới được. Ừ. Mình thấy là con cậu cũng có những cái lời lẽ không đúng đắn con ha, cũng chợ múa quá. Cái nói chuyện là coi như là người ta thường nói cái dân Khmer họ hiền người từ lắm, trời lắm, nhưng mà cái bài này thuộc về cái loại mà cái bằng trên trời dưới biển này. Thì thôi cô cũng có tạm vài lời cô nói với con vậy cũng tiện nói nhiều. Dạ. Chuyện gia đình người ta nhưng mà mình thấy mình tức quá. Không ai mà bà ngoại mà đi làm cái gì hết. Đó bây giờ con cứ để cho bà nuôi hết cái số tiền 4 chỉ vàng đó đi rồi bà sẽ trả lại. À. Chứ bà không có nuôi được tiền nó nuôi. Đúng rồi. Không đủ con mấy chủ rồi mà không biết tiền ở đâu mà làm bà nuôi cháu thôi chứ. Dành dực chẳng qua là để cho Mạnh Thường Quân giúp thôi, nhưng mà bây giờ nếu mà Mạnh Thường Quân sáng suốt cúp hết thì là bắt đầu mới lấy được con. Chứ không đời nào mà cha mà bỏ con á, mà rất là nếu cô thấy nó hiền chứ nếu mà nó giữ người ta là cái thằng cậu bữa đó cái đầu xì chút đỏ rồi đó. Dạ. Yeah. Con có công nhận không? Tại nếu anh cũng hiền quá, anh cũng không có. Dạ đúng rồi. Nó hiền. Chứ không phải là nó không biết thương con, nó hiền. Với lại cái dùng địa bàn đó là địa bàn của bên ngoại nữa. Chứ nếu mà dùng bên mẹ nó thử coi nó không quýnh là mà tàn sát luôn. Đúng rồi. Con nói thì con có đồng ý không? Dạ đúng rồi. Rừng nào cọp đó. Nhưng mà người cậu cũng bại quá, cũng say xỉn mà ở trần thế mà trước cộng đồng mà làm cũng sai lắm. Nếu mà nói về cái vị trí cái pháp lý thì không có đời nào mà bà ngoại được nuôi con khi cha nó còn. Dạ. Còn nếu cha nó mất đi, mẹ nó mất đi thì còn bên nội, chừng nào bên nội bỏ phế thì bên ngoại mới hưởng, mới nuôi. Đó là luật thôi, chứ không có nói gì hết. Dạ đúng rồi. Cô thì cô thấy cô tức quá, cô mới nên tiếng nói với con vậy thôi. Cũng thông cảm nha. Dạ không có gì, cảm ơn cô nhiều nha.
Ừ, rồi. Dạ, rồi. Ví dụ như con có xuống thì con cứ làm theo đúng được đi, chứ còn đừng có nói mà để nói theo nhà bà ngoại bà nói đó là cô thấy không có đúng nha. Đừng làm vậy, mình YouTube mình cái gì mình nói đúng sự thật thôi, đừng có thấy bà nói vậy rồi cứ theo phe bà là không chấp nhận được đâu đó.